mặt luôn, ngồi xuống. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Đẹp trai đẹp gái. Bây giờ thì hai bạn hãy giới thiệu thật lớn, to, rõ để cho người bạn ngồi đối diện có thể nghe được thông tin của mình qua cái cánh cửa trái tim nha. Em trai, giới thiệu về mình đi. Em xin chào chị Cát Tường. Em là Ngô Dư Bình, sinh năm 1990. Hiện tại đang ở Đắk Lắk. Đang ở trên Đắk Lắk luôn. Dạ vâng ạ. Là từ Đắk Lắk xuống đây luôn. Dạ vâng ạ. Xuống hồi nào? Dạ em xuống hồi lúc 8 giờ sáng chị. Rồi chừng nào về lại trên Đắk Lắk? Dạ còn phải tùy chị, nếu như em mà tìm được một nửa của mình thì em sẽ ở lại đây chơi 1-2 ngày. Ok. Ở đây có gia đình, bạn bè, người thân gì ở đây không? Dạ bạn bè của em thì có, nhưng người thân thì ít. Rồi em ở đây lại ở đâu? Em chỉ ở khách sạn thôi chị. Rồi thông tin rõ ràng. Xuống đây từ 8 giờ sáng cũng cực khổ ha, có cởi voi gì xuống không? Voi thì hiện tại nó đang được bảo tồn nên không được mang đi chị ạ. Nhưng mà ở trên Đắk Lắk là đang làm công việc gì? Hiện tại em đang làm bên công ty của giao hàng nhanh, và trong thời gian rảnh rỗi em vẫn làm thêm việc nhà như là nội thất, trần thạch cao, rồi phục việc nhà với gia đình thế thôi. Nhà có làm cái nghề về trang trí nội thất hả em? Yeah. Rồi, mời em gái. Dạ em chào chị Cát Tường. Chào bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Hải Yến. Em cũng sinh năm 90. Em đến từ Gia Lai. Gia Lai. Hỏi thử coi hai bạn ở có gần nhau không? Cách nhau bao xa nè? Ủa nhưng mà hiện giờ đang sống Gia Lai luôn hay là? Em đang ở sống Gia Lai. À rồi xuống đây ghi hình hồi nào? Em vừa mới xuống sáng nay. Rồi chừng nào về? Chắc cũng 1-2 ngày nữa. Tôi thấy sao trùng hợp dữ vậy ta. Hỏi thăm đi em, hỏi tôi ở chỗ nào, làm gì? Em ở Gia Lai, em ở đoạn nào em? Dạ em ở thành phố luôn anh. Ở thành phố à? Cũng xa nhỉ. Cách Đắk Lắk chắc 180 cây. 180 cây là đối với em vậy là xa hay gần? Nói chung yêu nhau mấy núi cũng leo chị, mấy sông cũng lội cũng đèo cũng qua. Nếu như mà đã có cảm tình với nhau rồi thì mình cũng sắp xếp qua được thôi chị. Thí dụ giờ bữa nay mà hên mà bấm nút nè, rồi bạn trai bạn gái nè, rồi xong rồi bây giờ mình sẽ đi chơi ở đây mấy bữa nè, rồi em đưa bạn gái về Gia Lai xong rồi em mới về Đắk Lắk được không? Dạ được chị. Quá đơn giản hả? Đối với em đơn giản mà, thời gian em rảnh nữa. Đang rảnh phải không? Em đang làm công việc gì trên Gia Lai? Em đang là diễn viên múa. Wow, diễn viên múa. Hèn chi nhìn ha, chuẩn. Chắc dáng đẹp đó chị hả? Đương nhiên. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Dạ điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, bạn bè hay khen em là nấu ngon. Trong công việc em rất là nguyên tắc, đúng giờ giấc, em không thích trễ nải. Còn điểm yếu của em là hơi bướng, hơi khó tính. Cũng hơi cọc nữa. Hiện tại mình công việc ổn định không em? Em thường là múa ở đâu, múa cho? Dạ em hiện tại đang làm ở nhà hát ca múa nhạc Đam Sang Gia Lai. Vậy là cũng phục vụ thường xuyên. Dạ. Em theo cái ngành múa được bao lâu rồi? Dạ em vô đoàn được 7 năm. 7 năm rồi, vậy là cũng được gọi là chín mùi trong sự nghiệp ha. Mình có những cái điểm mạnh điểm yếu gì nữa? Hát cũng được, cũng tạm. Bây giờ khoan đi, múa thì mình chưa coi được, nhưng mà hát mình phải nghe được chứ, đúng không em? Dạ vâng. Thường thường chị nghe đồn ở trên núi hát hay lắm, tiếng hát vang vọng núi đồi luôn mà. Dạ Đắk Lắk thì nhiều bài hát hay lắm chị. Bên gái bên kia thì biết múa không biết hát bạn hay không em? Đó bây giờ mời em gái hát trước. Mình diễn viên mà, mình hát trước đi rồi bên đây ẩm sẽ đáp lại tiếng gọi núi đồi. Này người em yêu, chung tay bước đi bên nhau, thì thầm nói với anh rằng mình sẽ yêu nhau hoài trọn đời. Có sao và có chăng, có anh và có em, vẽ nên chuyện tình yêu như là cổ tích. Sao hay không? Đó là mới có, chưa phải chuyên môn. Hát có nghĩa là chỉ là mới thêm thôi. Dạ. Chuyên môn chính là múa. Cái này mà múa nữa là dữ dằn lắm. Rồi thôi hát lại đi. Em cũng xin hát lại tặng bạn bên kia một đoạn vậy. Vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao, dường như với tới muôn đám mây đang hoài trôi lững lờ. Những ngọn đèn đường thêm nhỏ bé, cả thiên đường ngàn sao lấp lánh, cả bầu trời giờ chỉ riêng cho anh và em. Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay, rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm. Ngồi bên em mà tim bối rối, thời gian ơi đừng trôi nhanh quá, để anh giữ lấy từng phút giây được bên em. Sao em? Mình chuyên nghiệp, mình gì mình nhận xét bạn bên đây không chuyên, thấy ổn không? Ổn rồi. Ổn ha. Nói chung là có biết hát là vui rồi. Tình trường như thế nào? Thì em cũng trải qua được nhiều mối tình rồi chị. Nhiều mối tình, thẳng thẳng. Toàn là mối tình chớp nhoáng ấy chị. Yêu kiểu yêu trẻ con ấy chị. Yêu xong thời gian không hợp họ lại bỏ chia tay á.
Có mối tình nào sâu đậm chưa? Dạ, mối tình sâu đậm thì cũng có được 2 mối tình. Rồi. Một mối tình hồi em đi lính. Có đi lính nữa hả? Dạ. Đi mấy năm? Đợt em đi 5 rưỡi đấy chị. Trong quá trình đi lính mà chị, xa mặt cách lòng thì chuyện gì đến nó đến thôi. Rồi. Mối tình sau này? Mối tình sau thì em cũng quen một cô cũng ở giáp ở bên Gia Lai đó chị. Nhưng mà cuối cùng là họ còn nhỏ tuổi rồi, bố mẹ họ muốn sang bên đi du học đó chị. Đi du học sang bên xuất khẩu lao động, du học đi sang bên bên gì nhỉ? Nhật Bản đó. Ừ. Em bảo đấy, nếu như ở nhà thì mình đến với nhau, mình cưới, đến với nhau. Nhưng mà họ thích, ước mơ của họ là muốn sang bên Nhật để đi trải nghiệm. Khi họ quyết định đi là em cũng quyết định chia tay. Mà em mà đi thì anh chia tay, anh không chờ đợi. Không chờ đợi nữa. Bởi vì khi họ đi Nhật là phải đi mất 3 năm. Nên là em chờ không được chị. Bởi vì em cũng thuộc dạng 90 mà. Em sinh năm 90 thì cũng nhiều tuổi, 30 tuổi đầu rồi. Nên bây giờ em cũng muốn lập gia đình sớm. Sớm là bao lâu? Thí dụ bây giờ ổn, tìm được người mà tâm đầu ý hợp thì bao lâu nữa kết hôn? Dạ, nếu như tìm được tâm đầu ý hợp thì có thể cưới luôn chị. Cưới luôn? Dạ. Mọi thứ đã sẵn sàng hết chưa? Dạ, sẵn sàng rồi chị. Lấy nhau về ở đâu? Trước tiên là phải ở nhà để làm dâu một thời gian đã, xong rồi mình ra ở riêng. Ở riêng là ở đâu? Có chỗ, có nhà không ở? Dạ, nói chung nhà em đất thì cũng đủ để chia cho anh chị em rồi, cho nên cũng không phải lo vấn đề đấy chị. À, thế còn em sao nào? Dạ, em cũng có 2 mối tình. Ừ. Một mối tình đầu thì cách đây cũng 7-8 năm, là em quen 2 năm rồi, nhưng mà cũng lúc đó chắc còn nhỏ, với lại tính của hai người cũng cái tôi cao quá nên xích mích là không giải quyết được, thế là chia tay. Ừ. Ai là người nói lời chia tay? Dạ em. Em, rồi anh đó cũng đồng ý luôn? Dạ, sau đó có níu kéo nhưng mà em thôi luôn. À, còn mối tình sau này? Sau này thì em cũng có quen một người qua mạng, em quen là 5 năm. 5 năm? Wow, 5 năm là một mối tình rất là dài. Chưa từng gặp nhau một lần nào. Gì? 5 năm chưa gặp nhau là hay á. Ủa sao quen 5 năm mà chưa gặp nhau một lần nào? Anh đó ở đâu? Dạ anh đó ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn mà tại sao 5 năm chưa gặp một lần nào? Đâu có quá khó khăn để gặp nhau dạ, đâu anh em đó. Công việc ảnh bận quá, ảnh cứ nói tên là bận. Ảnh hứa với bao nhiêu lần rồi nhưng mà đều không về. Sao em không chủ động đi tìm gặp mà em làm gì mất tới 5 năm dữ vậy? Em đi tìm thì ảnh lại đi công tác chỗ khác, nghĩa là không có thể gặp nhau được. Như vậy thì 5 năm đó cái mối liên hệ qua lại với mục đích gì? Chuyện là chia sẻ đó, nói chung là nhắn tin qua lại rồi gọi điện thôi. Nhưng mà ảnh lúc nào cũng hứa với em là Tết sẽ về gặp em. Mà như vậy mà em chờ tới 5 năm, một mối quan hệ đó đến 5 năm cứ như vậy. Chị không thể nào tin được là có một cái mối tình như vậy. Chỉ online thôi nhưng mà đối với em nó cũng rất là sâu đậm đúng không? Vì bây giờ nhắc đến em vẫn còn chưa bình tĩnh được. Chia tay mối tình này lâu chưa? Dạ cũng 1 năm. Có thấy hình nhau không? Có. Có nói chuyện phải không? Có, vẫn nói chuyện bình thường. À, vẫn nhìn thấy mặt nhau tất cả mọi thứ. Nhưng không gặp. Rồi em có suy nghĩ là tại sao anh không gặp không? Nói chung em cũng nghĩ là tất ảnh bận quá, với lại là một người cao toàn trong công việc đó chị. Lúc nãy ông đặt công việc lên trên đầu đó, còn tình cảm là phía sau thôi, không quan trọng. Mà trong 5 năm cái mức độ anh quan tâm đến em và nói chuyện với nhau có nhiều không? Dạ cũng nói chuyện hàng ngày, nghĩa là dù bằng nhưng mà cũng ráng nói chuyện mấy câu, xong là hoặc là đi công việc vậy. Nói chung là đi công tác thường xuyên luôn. Đi công tác thì có liên lạc với em không? Dạ ví dụ như đi công tác ở trong nước thì liên lạc, còn đi công tác ở nước ngoài thì không. Là khi nào anh về thì anh sẽ gọi. À, em có nghĩ là anh có gia đình rồi không? Dạ không. Sao em biết chắc như vậy? Nói chung là em tin tưởng. Em có bao giờ hỏi không? Hay là anh có nói là anh độc thân không? Anh cũng là từng trải qua em một đời vợ rồi. Ừ. Anh cũng có kể với em vậy thôi. Còn hiện tại thì anh nói là vẫn là độc thân. Nói chung là anh đi công việc, anh đi đâu thì anh cũng nói với em hết. Nhưng mà chỉ có điều là không thể gặp được. Là một người đàn ông, em nghe câu chuyện đó thì một cách khách quan thì em thấy câu chuyện nó như thế nào? Dạ, thấy bạn nữ có vẻ thiệt thòi khi chờ đợi một người không có suy nghĩ tới mình. Nếu như bạn trai kia mà đã suy nghĩ tới bạn gái thì chắc chắn sẽ về. Còn cứ hứa lèo như thế trong vòng 5 năm trời mà không gặp nhau thì em nghĩ bạn trai đó một là có gia đình, hai nữa là bạn đó chỉ gọi là quen để cho vui thôi. Em chỉ suy nghĩ như thế. Mà chị cũng thấy giống như em nói, giờ nói thì tại vì em gái đây cũng đang còn rất là buồn. Bạn ấy khi nhắc tới cái chuyện này, chị nói thật em đừng buồn, đây không phải tình yêu đâu, anh ấy không có yêu em. Chị dám khẳng định luôn, anh đó không yêu em. Nha. Và từ nay về sau,
bỏ qua một bên, đừng nghĩ tới nữa. Người đó không xứng đáng để khi nhắc đến em phải khóc. Em khóc đây, giọt nước mắt của em là dành cho tuổi thanh xuân của mình, chứ không khóc vì cái người đàn ông đó, vì họ không xứng đáng. Cái này là chia sẻ thật sự và đồng cảm. Bây giờ nó qua rồi, đừng giận chị nha. Rồi, ok. Em muốn tìm một người vợ trong tương lai như thế nào? Em muốn tìm một người vợ trong tương lai là ngoại hình thì cân đối, cũng bình thường cũng được chị. Bởi vì bây giờ em thì không có quan trọng ngày xưa thì nó còn tiêu chuẩn nó còn cao lắm chị, nó còn phải đẹp như người mẫu cái kiểu. Nhưng mà dần dần qua thời gian, dần ế dần thì cái tiêu chí nó cũng giảm dần xuống. Cho nên là cái về ngoại hình không quan trọng, nhưng mà cái quan trọng ở đây là phải biết đối nhân xử thế, với lại nói chung là không có ngoa quá là được. Ngoa là sao? Ngoa tức là động tí là chửi bới người khác đấy. Hiểu rồi. Còn em mong muốn tìm một cái người bạn trai, một cái người chồng tương lai của mình như thế nào? Do em thiếu sự quan tâm nên bây giờ em cần một người quan tâm em. Với lại là chín chắn, chứ đừng có kiểm soát em quá. Có công việc là ổn định rồi. Có yêu cầu về ngoại hình không? Dạ, cao trên mới 65 là được. Cao nhiêu? Chắc thiếu à? Không, em 67-68. 67-68 rồi, được. Có gì nữa không? Đừng có hói. Không có hói, nhưng mà hơi đen. Dạ, không sao. Không sao phải không? Miền núi mà. Con trai đen đen, nó mới đen trai. Rồi, thôi vậy chắc ổn rồi đó. Bây giờ có hình không? Cho chị coi hình hai bạn coi. Rồi, ba cô lựa một cô đi, lựa trúng nha. Tấm hình này chụp hồi nào đây? Bao nhiêu năm rồi? Hồi em đi lính mới được 2 năm chị. 2 năm. 2 năm anh ấy phong sương. Nhận ra anh ấy không? Tại sao đoán là anh đó? Đoán đại. Đoán đại thôi hả? Cô ấy là cô nào? So với cách góc chụp hình thì em nghĩ là cô ở giữa. Bây giờ chị mở cửa trái tim ra nha. Rồi hai bạn nhìn xem hôm nay cái sự phỏng đoán của mình có đúng hay không nè. 1 2 3 Trời ơi. Ủa phải anh đó không? Chị không biết luôn á. Chắc phải. Đây. Em đoán chật rồi chị ơi. Hả? Hỏi cổ đi chứ tôi cũng không biết luôn. Đúng rồi chứ chật gì nữa. Bạn ấy giống bạn bên này, em đoán bên này. Bạn giữa là đúng rồi phải không? Dạ đâu. Cho ai hỏi em. Dạ ở giữa. Đúng rồi. Giữa à? Sao tóc em màu vàng giống bạn bên cạnh? Dạ em ơi. Tóc tao nhuộm lại. Còn ủa đoán anh này đúng không vậy? Đúng rồi đấy. Ủa vậy hả? Dạ vâng. Hay ha. Rồi chúc mừng hai bạn đã có sự trùng khớp ở... Cho em xin phép tặng bạn người ấy. Rồi, qua trái tim luôn. Cho anh tặng em. Dạ em cảm ơn. Gia Lai Đắk Lắk cùng đặc sản. Mình đâu có ngờ bữa nay mình gặp chàng trai cùng miền phải không? À, này chắc tôi nghĩ chàng trai không cần, chắc chị Tường cần hơn quá. Thôi được rồi, vui thôi. Bây giờ thì chị Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian riêng tư để mình ăn bữa cơm với nhau. Chứ đi chắc sớm giờ cũng đói rồi ha. Ăn một bữa cơm của nhà hàng Indochine. Và chúng ta sẽ có thời gian tâm sự với nhau. Ít phút thôi nha, không phải cả tiếng đồng hồ đâu. 5 phút thôi, chị Tường sẽ quay lại. Trời ơi, món ăn hấp dẫn quá luôn. Mà trang trí lại đẹp mắt nữa. Đây là món gà quay xôi chiên của nhà hàng Indochine nha. Vừa ăn, mà vừa tâm sự nha. Làm sao mà được ở lại chơi mấy ngày đưa người ta về đó nha. Tài năng thuộc về chú đó. Thì Tường giới thiệu có gì mà ngoa không? Dạ không chị. Chuẩn đúng không? Dạ. Việc còn lại là ở em. Mời hai em ngon miệng. Em mời anh. Em mời em ăn. Sáng em đi vào đây là em vào lúc 8 giờ à? Em vô lúc 6 giờ sáng. 6 giờ sáng hả? Anh ở Đắk Lắk đoạn nào? Anh ở ngay gần cầu 110 đấy em. Giáp bên Gia Lai mình á. Chỉ có đi vào thành phố thì nó hơi xa. Em cũng đi Đắk Lắk được mấy lần đi chơi. Em vào đây em dự tính chơi mấy ngày hay là luôn? Em dự tính là chơi 1-2 ngày rồi em mới về. Vậy có thể anh em mình đi chơi với nhau được không nhỉ? Anh hiện đang ở chỗ nào ạ? Anh thì mới vào đây nên anh chưa có chỗ ở cố định. Anh ở với ai? Anh vào đi chơi mà, anh đâu có ở đâu. Anh đi một mình hả? Anh đi với mẹ nữa. Em thì có người quen ở đây không? Dạ em cũng có bạn ở đây nhưng mà em cũng chỉ vô ở một mình thôi. Chứ em không có ở với bạn. Nhà anh có bao nhiêu người? Nhà anh có 5 người. Bố mẹ với lại dưới anh còn 2 em nữa. Thế là chắc anh suốt ngày bị hối lấy vợ. À đúng rồi đấy em. Bố mẹ hối anh hoài ấy mà. Thế nhà em có bao nhiêu người? Nhà em đông lắm anh. Đông lắm hả? Nhà em một tập đoàn luôn. Một tập đoàn là bao nhiêu? Ngũ Long công chúa. Ngũ Long là 5 cô. Dạ. Với lại 2 trai. 2 trai luôn hả? Thế em là thứ mấy? Dạ em gái Út anh. Mẹ Út hả? Dạ, nhà em có gia đình hết rồi, còn có mình em á. À thế chắc em cũng giống anh thôi. Bố mẹ cũng dục không. Đúng không? Bố mẹ em không có dục. Bố mẹ em kêu kệ luôn, quan tâm nữa. Giờ đến mức độ không quan tâm luôn hả? Dạ.
Thế nữa xong anh có thể mời em đi đâu đó chơi được không? Dạ. Anh dự định bao giờ mới cưới? Sớm được thì cưới trong năm nay. Nhưng mà nếu mà ví dụ như em ở Gia Lai, em vẫn làm việc Gia Lai thì thế nào? Cưới nhau về em vẫn làm bên Gia Lai. Ý là bây giờ hiện tại công việc của em là đang ở Gia Lai. Ờ thì em làm công việc bên Gia Lai thì anh vẫn sẽ hỗ trợ em ở bên Gia Lai. Cùng lắm thì anh sang ở với em. Anh chuyển công việc với em hả? Công việc của anh thì nói chung là công việc tư nhân mà em. Việc mình làm chủ thì mình làm ở đâu cũng được thôi. Nếu quen nhau thì một tháng mình gặp mấy lần? Anh nghĩ một tuần mình nên gặp nhau một lần. Anh có sắp xếp được không nhỉ? Được mà. Công việc của anh thì cũng không có phải là gò bó, ép gì đâu. Nhưng mà nếu như muốn đi thì có thể một tuần mình nghỉ một ngày mình đi được. Công việc của em thì cũng hơi bận. Nghĩa là lúc thì cũng bận mà lúc thì rảnh. Nhưng mà hiện tại thời gian này thì hơi bận một xíu. Nghĩa là em sắp xếp lắm em mới nghỉ được một hai ngày. Có nhiều khi sợ cuối tuần có khi anh lên, có khi em cũng không có rảnh được luôn. Chỉ cần em bảo ngày mai em nghỉ hoặc ngày mốt em nghỉ anh sẽ có mặt. Nói chung anh sẽ có mặt lúc em cần. Em có hay phải đi làm xa không? Em thì đa số là chỉ làm ở trong tỉnh thôi anh, với lại đi các huyện chứ không có đi đâu xa hết. Nhưng mà Gia Lai em không biết đường, sao đến dính chỉ đường anh nhé. Dạ, em cũng hơi dở đường một xíu nhưng mà chắc chị cũng vua má. Lần này em đi có bố mẹ đi theo không? Dạ em đi một mình. Đi một mình thôi hả? Em nhìn anh em có thấy anh thế nào? Em thấy anh cũng vừa, nghĩa là cũng không mập cũng không có. Anh sợ người ta chê anh gầy? Em lại thích người gầy hơn. Mà như anh là được rồi. Em nấu ăn ngon đúng không? Dạ. Cái nào nấu cho anh nhưng ăn mà thử em ăn cay lắm, anh ăn được cay không? Được cay anh được ăn. Ăn được hết. Nhưng mà em không có ghen. Nên em cũng muốn người yêu của mình đừng có ghen quá. Anh thì không có ghen nhiều đâu em. Tình yêu nó thuộc về bên cảm nhận của đối phương. Nếu như mà đối phương không yêu mình có thể tự cảm nhận được. Nghĩa là em muốn cả hai tôn trọng lẫn nhau, hiểu nhau, tin tưởng là được. Đối với em là tin tưởng, chứ đừng có kiểm soát hay là đi đâu làm gì hoài. Tại vì cái nghề của em nghệ sĩ nó hơi nhạy cảm. Thế là đi đâu cũng được mà hỏi đi đâu, đi với ai, chụp hình qua coi đi với ai đó là em. Anh không có tính đó thôi em. Dạ. Tí nữa anh sẽ giới thiệu em với mẹ. Anh đi với mẹ thôi. Đúng rồi, anh đi với mẹ. Mẹ anh cũng thương anh ấy nhá. Đi theo hỗ trợ. Ồ, có mẹ đi theo hả? Dạ. Nay có mẹ đi theo hả? Dạ vâng, có mẹ đi theo. Nhà có mấy anh chị em? Em với ba anh chị em. Ba anh chị em là thứ mấy? Em là con cả chị. Rồi mấy em có chồng có vợ hết chưa? Dạ chưa. Mấy em thì nói mà anh mà không đi trước thì em không dám đi. Cho nên giờ nhà muốn tống em đi lắm rồi phải không? Dạ vâng ạ. À rồi bây giờ chị mời ba mẹ, mời gia đình của nhà trai vào để mình nghe ý kiến của người lớn nha. Dạ xin mời cô ạ. Trẻ quá, tôi kêu bằng chị nè. Quay qua là tính chào cô nhưng mà cô trẻ quá thôi, các tường xin phép kêu bằng chị. Kệ vai ai nấy giữ nha cưng nha. Dạ, dạ. Chào chị. Chào chị. À, đi xuống vậy mệt không? Tất cả vì con không có mệt gì hết ạ. Dạ. Rồi hồi nãy cũng có nghe ở đây là con trai chị chia sẻ là cũng muốn lấy vợ lắm rồi, cũng không cần tìm hiểu gì nhiều, miễn mà hợp là lấy. Bây giờ hỏi đích thân mẹ nè, đó giờ mẹ chồng tương lai nè. Ví dụ bây giờ là mình có cái tiêu chí, tiêu chuẩn gì để tìm nàng dâu không chị? Chị thì không có tiêu chuẩn gì hết á. Con yêu ai là chị chấp nhận người đó. Dạ. Xã hội bây giờ là đổi mới rồi, tiên tiến rồi, nhưng không mà, giống như ngày xưa nữa. Nhưng mà thường thường các bạn trẻ cứ tự nhiên nghe nói từ làm dâu cứ tự nhiên ớn, cứ nghĩ làm dâu là cái gì nó ghê gớm lắm. Bây giờ đó, nè em đứng lên, bây giờ mẹ nói một cái thử cho làm dâu là như thế nào. Mẹ cũng tặng cho con dâu mới tương lai, mong là làm con dâu nhé. Bây giờ thì bác xưng bác ạ nhé. Dạ. Bác nói với cháu như thế này, từ nãy thì bác ngồi bác cũng nghe hết rồi. Thật ra mà nói thì cái nghề của cháu thì bác cũng thông cảm không sao cả. Bác cũng rất hay múa. Bác cũng hay múa. Mà chồng bác thì lại cũng rất hay là hay hát. Nghề nào cũng là nghề. Dạ. Nếu mà hai người đứa đến với nhau được thì bác chấp nhận. Bác cũng thấy cháu rất xinh gái. Trời ơi quá tuyệt vời. Mẹ nói vậy còn lo lắng gì nữa. Mà bác ấy không có phải là như những người phụ nữ khác đâu. Bác cũng hiểu biết, ra ngoài xã hội bác cũng hiểu biết. Cho nên là bác thông cảm, không có sao cả. Không có phải nghĩ là nghề này nghề kia, bác không có nghĩ cái việc đó. Hai đứa biết yêu nhau hạnh phúc là được. Bác cũng mong được hai đứa là như vậy. Nhưng mà ngày hôm nay là bác thấy là cặp đôi này là thấy ổn không?
Được, hãy tuyệt vời. Ghép đôi vậy là ổn không? Ok, bên Gia Lai với Đắk Lắk là gần nhau. Nhà bác thì làm dãy bên Gia Lai luôn. Tại bác mua mấy hecta dãy bên Gia Lai. Trên Gia Lai, Đắk Lắk là hầu như là đi liên tục luôn. Như thế là quá ok. Cô biết là khi chương trình sắp xếp là biết Gia Lai với Đắk Lắk hoặc là chỗ nào đó là thường thường người ta cho gần nhau. Nhưng mà như thế là ok rồi, quá tuyệt vời. Cô nhìn thấy nhiều cháu khi là gần nhau địa lý mà không hợp với con người. Đúng mà rồi. Ở đây phải tìm khó lắm mới được một cặp như vậy là cũng trai tài gái sắc. Đúng rồi. Nhưng mà giờ hỏi mẹ chút xíu nào, hồi nãy mẹ nói mẹ cũng múa, là mẹ múa làm sao nè? À, mẹ là hay múa bên thôn đó. Thôn thôn mà thí dụ người ta biểu diễn những cái ngày mà ngày lễ, ngày hội gì đó là mình diễn múa. Bây giờ ví dụ bây giờ mẹ chồng tương lai với con dâu tương lai mình múa một bài với nhau được không nào? Được rồi, cái đó thì ủa chứ không múa hồi nào, có nghĩa là ở thôn á, thôn người ta mà hồi xưa hay bây giờ? Bây giờ thì lâu rồi, mấy năm nay là không có múa. Bây giờ múa, nhưng mà trước đây là hay có múa. Bây giờ nói chung là trước đây là bác rất hay múa đấy, bác là dẫn diễn viên múa ở ở thôn luôn. Nghe chưa, thôn mà thí dụ như mà tham gia một cái chương trình múa là bác là người đầu tiên. Nhưng bây giờ hai người đều là diễn viên múa chuyên nghiệp mà bây giờ không có biểu diễn dài đường nét cho chương trình thì thật là không có chuyên nghiệp. Nhưng mà mình cũng là xung phong đầu tiên, coi như bây giờ đây là thôn nè đó, bà con thôn là thôn làng, đồng ý không con? Nhưng mà bây giờ bác già rồi, hẹn lần sau đi, hẹn đây mai hai mẹ con về múa cùng. Thôi nếu mà được làm con dâu tương về hai mẹ con sẽ múa cùng, chắc chắn là sẽ múa cùng trong thôn đó. Rồi bây giờ là đám cưới là múa. Ok, đám cưới là mẹ chồng và con dâu phải là làm một cái tiết mục múa biểu diễn bà con hai họ. Rồi ok. Rồi ok. nhưng mà nếu mà có đám cưới chắc chắn chị Tường phải có mặt nhá. Dạ dạ dạ. Rồi cảm ơn bác chị. Mong cũng được như vậy nhá, hai con cứ bấm nút đi. Nếu trước hết cứ cho nhau một cái cơ hội, rồi nay mai có gì thì sau cũng không sao cả, nhưng mà cứ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau cho nó. Dạ dạ. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều, cảm ơn chị. Rồi chào chị Cát Tường nhé. Dạ, chào dạ mọi người nhé. Mẹ vui quá trời luôn à, sao cưng nói chuyện với mẹ của nhà bạn trai xong thì có cảm xúc như thế nào? Thấy bác rất là vui tính và dễ tính hả? Ừ, nhiều khi mình cứ nghĩ nghe làm dâu mình sợ, nhưng không, thật ra bây giờ đơn giản lắm. Dạ em cũng không có ngại chị làm dâu. Ừ, với lại có ông bà đỡ lắm, ông bà còn khỏe là mai mốt mình sinh con giao cho ông bà đỡ. Trời ơi, giao cho ông bà giữ hai chồng đi chơi sướng luôn. Mẹ em thật sự rất là vui tính dễ tính. Mẹ em bảo mày mà lấy con dâu về tao chiều con dâu không chiều mày. Rồi bây giờ chơi trò chơi, mỗi người bóc một lá coi chương trình ghi gì trong này, mình thực hiện yêu cầu trong chương trình cho nó vui. Có khó quá không chị? Ai biết đâu, em đọc trước đi, đầu tiên đó. Giả sử lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, em gái của bạn trai gây khó dễ, bạn sẽ làm gì để thu phục em gái của người yêu? Thu phục nghe ghê quá. Hiểu không? Bây giờ về đó, con trưởng bây giờ về nhà ảnh, dẫn về nhà chơi ra mắt, mà bây giờ cứ em của ảnh không có thích em đó, bây giờ em sẽ làm sao? Em phải tìm hiểu trước là em của anh thích gì. Nào ví dụ như thích ăn uống vặt hay là thích đi đâu đi đó, mua sắm này kia thì mình dụ. Dụ. Trời ơi, dùng từ dụ nghe dễ thương nghe vậy đó. Đúng rồi, dụ chứ thu phục ghê ghê quá ha. Mình đánh vô cái tâm lý đúng không? Là từ cái trái tim mình thật lòng mình quan tâm người ta thì trước sau gì mình có làm gì đâu mà ghét, đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu lúc đó em gái, giờ em dẫn bạn gái em về mà giờ em của em ở nhà nó nói thôi em không chịu chị đó đâu, nhìn chị đó thấy ghét quá, nhìn chị đó chảnh quá. Để, rồi em xử trí thì sao? Nhà em trên nói dính nghe. Nói là em đang nghe à. Ghê, không có chế độ em mà chê chị dâu này nọ, không có. Trường hợp đấy chắc chắn sẽ không có nên em không biết sẽ, nếu như có thì. Nếu mà có thì em làm sao? Có thì em nạt. Em nạt. Dạ. Em nói phải nghe. À, cũng vậy là có máu gia trưởng nha. Có máu gia trưởng không? Không, gia trưởng thì không có, nhưng mà nói chung các em ở nhà thì thường thường em nói là đều nghe hết, không ai cãi. Hai đứa em là nhỏ hơn mình bao nhiêu tuổi? Một đứa em sinh năm 92, nhỏ hơn 2 tuổi, và một đứa em thì sinh năm 2006. Là con trai hay con gái? Là con trai hết. Hai thằng trai hết. Ôi con trai dễ lắm. Không trai có gì hết trơn, con trai dễ ẹt hả? Mấy đứa con trai dễ thương, như là gặp chị dâu mà đẹp đẹp xinh xinh nữa, mắc gì không quý đúng không em? Rồi tới phiên em. Câu nói lãng mạn nhất bạn trai từng nói với người yêu là gì? Nói thiệt nha, cái miệng ông cũng điêu lắm á. Em thực sự không phải là người lãng mạn. Nói bạn gái thì câu lãng mạn nhất thì em từng nói là anh yêu em thôi, chứ còn chưa có nói cái gì là lãng mạn hết. Anh yêu em thì ai chẳng nói, yêu nhau ai không nói. Có một cái gì đó hứa hẹn, hay một cái gì đó nó bay bổng, hay một cái gì đó một lúc cảm xúc nó dâng trào á. Thế thì chưa từng nói. Chưa từng nói. Bây giờ em thử suy nghĩ coi, nếu bây giờ hai đứa yêu nhau bây giờ nè, em nhìn cô gái trước mặt coi thấy ổn không? Dạ ổn chị. Thì nếu bây giờ trường hợp mà yêu nhau nè, thôi bây giờ mình nói một câu nhìn nhau đi 30 giây, ăn thua người ta có bấm nút với mình hay không là cái lúc này nè. Một câu nói gì đó nó chân thành, nó lãng mạn, thuyết phục cô ấy bấm nút với mình. Anh sẽ phấn đấu để cố gắng để có thể lo được cho em và chiếm lấy tình cảm của em hơn những gì những người khác đã làm cho em.
để em phải thất vọng, và anh sẽ chăm lo hạnh phúc cho em. Câu đó có lãng mạn không em? Em chỉ có một người chăm lo cho em, nhưng thương em là được. Chị thấy câu nói thì hay rồi đó, còn từ câu nói đến thực hành thì nó còn một quá trình. Em có nắm bắt cái cơ hội này không là tùy em. Cảm nhận của em ngày hôm nay khi đến với chương trình? Em thấy bạn nam bên kia cũng vui tính, cũng chững chạc, nói chung thật thà. Bác gái cũng vui, là em thấy nói chung là mình có mẹ chồng tương lai mà dễ chịu là mình ok đầu tiên rồi á. Rồi bạn nam thấy, bạn nam nãy giờ nói cũng rất là chân thành. Cảm ơn hai em, đó là những lời chia sẻ rất là thật lòng. Thì bây giờ là hết thời gian để tâm sự rồi. Nếu tụi em nắm bắt cái cơ hội này thì tụi em sẽ còn một chặng đường phía sau để tìm hiểu nhau. Quan trọng là giây phút này mình có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm mạnh vào nút bấm. Không đồng ý chúng ta có quyền lấy tay ra. Chương trình chỉ cho mình cái cơ hội, có nhận lấy hay không đó là quyền của mình nha. Mời hai em đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm, đồng ý thì bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 Cảm ơn hai em, mời qua đây ạ. Chúng ta chỉ cần đến thứ hai thôi nhá, nhanh gọn lẹ. Chị thấy rõ ràng hôm nay chương trình đã lựa chọn cặp đôi ở bên ngoài rất là tương thích. Hôm nay chị thấy rõ ràng là hai bạn có nhiều sự trùng khớp, nhưng mà vẫn quan trọng là con đường ở phía trước nha. Bây giờ cái bấm nút này chỉ mới là cái sự bắt đầu, còn đi được với nhau bao nhiêu là tùy ở hai em, mỗi người phải cố gắng một chút xíu. Chúc mừng hai em đã tìm thấy nhau trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn, trước hết thì mình giới thiệu về bản thân của mình ha. Họ và tên, tuổi, quê quán, nghề nghiệp, điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì ha? Mình là Hà Thị Khánh Ly. Mình quê ở Nam Định nhưng mà hiện tại thì đang công tác ở Dĩ An, Bình Dương. Mình là giáo viên tiểu học, sinh năm 1990. Điểm mạnh của mình thì có lẽ là mình cũng là một người hòa đồng, vui tính. Còn điểm yếu thì... mình có tín hiệu của mình đang bị yếu quá. Điểm yếu của mình là gì, mình nói lại giúp em ha. Điểm yếu của mình là cũng hay ngủ nướng và hay quên ạ. Bạn có nghe được không? Rồi, nghe được rồi. Ngủ nướng là mình ngủ một ngày bao nhiêu tiếng? Hoặc là rồi sao mà đi được nè? Có nghĩa là ví dụ như 7 giờ mình phải đi làm đúng không? Thì mình sẽ ngủ đến tầm khoảng 6:30 mình mới dậy. Chứ còn như nhiều người thì người ta... Tại giáo viên học thì là mình lại... Sao ạ? Mình là giáo viên tiểu học thì mình dạy lớp mấy? Mình dạy khối mấy? Mình đang dạy khối 2, dạy lớp 2 luôn. Rồi. Mình dạy trường nào ở Dĩ An bạn? Mình dạy ở trường tiểu học Lê Quý Đôn ở Dĩ An. Dạ, rồi. Mình nói... Ngoài ra thì mình có những cái sở trường gì không? Múa hát được không? Nấu ăn được không? Như thế nào đó? Mình cũng nói chung là cũng thường đi tham gia các chương trình văn nghệ của nhà trường, nhưng mà cũng thật ra thì cũng không, đấy cũng không phải là điểm mạnh của mình. Còn là nấu ăn thì nấu ăn được. Đúng rồi, mình chỉ biết một chút thôi. Và nấu ăn thì mình cũng nấu ăn được. Tại vì mình cũng ở riêng một mình á. Thế vậy cho nên là nấu ăn thì mình đều phải tự làm hết. Rồi. Về tình trường của mình thì như thế nào rồi cô giáo? Mình là mẹ đơn thân của hai con gái. Mình và ông xã ly hôn được 11 năm rồi. Thì sau khi ly hôn ở ngoài Bắc thì mình vào trong Bình Dương này sống. Là hai bé ở trong Bình Dương với mình luôn hay sao? Đúng rồi, hai bé ở cùng mẹ luôn. Một bé gái lớn của mình năm nay là học lớp 7. Còn bé gái nhỏ thì năm nay cháu 5 tuổi rồi. Rồi vô đây là chỉ có ba mẹ con sinh sống cùng nhau thôi hả? Hay có ông đúng bà? Không, chỉ có ba mẹ con mình sinh sống cùng nhau thôi. Rồi, trong quá trình mà mình tiến lên như vậy thì mình có tìm hiểu thêm ai không cô giáo? Lúc trước thì cách đây khoảng 3 năm thì mình cũng có quen một người. Nhưng mà quen người đấy trong vòng 6 năm. Cũng quen được 6 năm nhưng mà bọn mình đã chia tay rồi. Sao mà quen 6 năm mà mình không tiến được đến với nhau mà sao mình lại chia tay á? Nói chung là giữa mình và anh ấy thì cũng
có lẽ là cũng có nhiều cái điểm bất đồng không hợp, xong rồi thường Đỉnh điểm nhất là cái cuộc hôn nhân, đỉnh điểm nhất là tại sao mình chia tay. Mình ở nhau mấy năm, có hai mẹ con rồi thì sao mình chia tay á? À thì mình cũng nói chung là cũng thì nói chung là mình thấy không hợp thôi bạn ạ. Biết là mình muốn hiểu rõ hơn á, để tránh trường hợp là mình sẽ giới thiệu một người đàn ông mà cũng lại như vậy. Mình muốn nghe cái câu chuyện của bạn hơn để mình tìm người cho nó hợp hơn. Nói chung là anh ấy thì là một người không phải là người đàn ông của gia đình, mà mình thì lại muốn người đàn ông của gia đình. Ví dụ như thời gian anh ấy dành cho gia đình không có nhiều, buổi sáng anh ấy đi làm, sau đó buổi tối thì anh ấy cũng không đâu có về sớm đâu, và anh ở nhà riêng của anh ấy thì không đâu cũng không có thời gian để dành cho mình nhiều. Ví dụ vào cuối tuần thì chỉ dành cho mình vào một ngày chủ nhật thôi, nhưng mà ngày chủ nhật đấy thì trong một tháng thì cũng gọi là gặp nhau được một hai lần, nói chung là gặp nhau dành thời gian cho mình được khoảng một hai lần gì đó. Thì mình cảm thấy ủa về mà vậy cũng là ở riêng luôn hả? Chứ đúng rồi, bọn mình không ở chung nhà. Đúng rồi, bọn mình không ở chung. Đó. Có nghĩa là sau khi mà mình ly hôn ông xã ở ngoài Bắc thì mình vào trong này và mình quen anh ấy. Sau khi ly hôn ông xã ở ngoài Bắc thì khoảng 2 năm sau thì mình quen cái người đàn ông ở trong Bình Dương này. Nhưng mà nhà anh ấy thì ở trên thành phố mới, cách nhà mình tầm khoảng mấy chục km á. Đó, nhưng mà bọn mình thì thời gian dành cho nhau ít lắm. Nói chung là một tuần bọn mình chỉ dành cho nhau được vào chủ nhật thôi. Mà chủ nhật thì nhiều khi còn phải đám tiệc hay là việc này việc kia thì cũng không có thời gian. Thì bọn mình chủ yếu là nói chuyện qua điện thoại, một ngày nhắn tin cho nhau một vài lần thì mình cảm thấy nó rất là nhạt. Xong rồi đến khi mà bọn mình muốn tiến tới hôn nhân á, thì nó cũng xảy ra một số mâu thuẫn. Nên là mình đã quyết định là dừng lại. Rồi, hẳn rằng mình có tìm sau cái cuộc tìm hiểu 6 năm như vậy, mình có tìm hiểu thêm. À không, mình cũng không chưa tìm hiểu thêm ai hết. Đến với chương trình thì mình mong muốn có 7 người của mình như thế nào? Nói chung là mình cũng muốn một người đàn ông của gia đình một chút. Anh ấy có thể là ví dụ như để lựa chọn giữa việc đi nhậu và việc ở nhà dành thời gian cho vợ cho con, thì mình mong rằng anh ấy sẽ lựa chọn cái việc ở nhà, chứ không phải là cứ cuối tuần rồi trong tuần đã đi làm rồi mà cuối tuần đã đi nhậu với bạn bè không dành thời gian cho vợ con, thì mình cũng không thích như thế. Và mình cũng cần một người đàn ông có một công việc ổn định, có một mức ít nhất thì về cơ bản anh ấy có thể lo cho bản thân anh ấy, không nhất thiết là phải lo cuộc sống cho mẹ con mình, bởi vì là hiện tại mình cũng đã có nhà riêng và cũng đã có công việc ổn định. Thì mình cũng không cần thiết là người đàn ông đấy cũng phải lo cho mình, bởi vì mình tự lo được. Đó, mình chỉ cần là anh ấy biết quan tâm đến gia đình, biết quan tâm đến vợ con, đỡ đần mình. Ví dụ như công việc làm cô giáo của mình ấy thì cũng khá là bận, thì anh ấy có thể phụ giúp mình là đón con bé đi học chẳng hạn. Bởi vì buổi sáng thì mình sẽ đưa con đi, nhưng mà buổi chiều thì mình có thể là mình bận đi họp hoặc là mình bận việc này việc kia, thì anh ấy sẽ phụ giúp mình về cái việc đón con. Đó, ví dụ là anh đó ly hôn cũng được, không sao mình okay. Đúng rồi, đúng mình rồi. Mình không quan trọng cái việc đấy. Thậm chí là bây giờ mình cũng có hai con gái rồi, và mình cũng không nhất thiết là không muốn sinh thêm bé nữa. Mình muốn rằng là ví dụ như anh ấy có một hai bé chẳng hạn, là mình cũng có hai bé rồi, thì bọn mình sẽ cùng nhau để nuôi các con thôi, không nhất thiết là phải thêm con chung nữa. Bởi vì đến cái tuổi này rồi thì mình cũng gọi là cũng chững rồi á. Rồi về cái anh đó mình cho xíu về ngoại hình ha, công việc thì như thế nào, độ tuổi ra làm sao? Nói chung là mình thích người sinh năm 78 hoặc 79. 2 tuổi đó thôi hả chị? Nói chung là lớn tuổi như thế, từ 78 79 đổ về 85 86 thì đấy, chứ cũng không thích một người trẻ quá. Một người trẻ quá thì mình thấy nó cũng không phù hợp. Còn một người lớn tuổi hơn thì nhiều khi sự chênh lệch tuổi tác nhiều quá thì nó cũng sẽ khiến cho hai người có cảm giác như kiểu là không hợp gu của nhau chẳng hạn. Đó, nên là hơn mình tầm 10 tuổi, hơn 10 tuổi như thế là phù hợp rồi. Thế còn con cái thì nói chung ví dụ như anh ấy nuôi con cũng được, mình không quan trọng cái việc đấy, thật sự luôn. Bởi vì là
mục tiêu của mình là bây giờ tập trung lo cho con cái và cũng không muốn sinh thêm bé nữa. Nên nếu như mà anh cũng có cùng quan điểm thì mình cũng rất hy vọng là sẽ có một cuộc sống viên mãn về sau này. Bởi vì con cái thì một thời gian thì bọn trẻ cũng sẽ lớn và mình cũng cần một người ở bên để che chở cho mình. Rồi ok. Những cái thông tin của chị thì ở chương trình cũng ghi nhận lại. Thì có gì nếu mà tìm được người phù hợp hoặc là tham gia chương trình thì sẽ báo lại với chị, gọi điện thoại nói chuyện với chị ha. Dạ dạ dạ. Nói cả mình. Rồi em chào chị ạ. Hôm nay thì là buổi casting của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ha. Thì trong đây có ekip thôi, có chị Nhung với lại chị Thi Anh là biên tập, cùng em là Uyên ha. Mời chị giới thiệu về chị. Em tên đầy đủ là Lê Thị Hiền, năm nay em 38 tuổi. Dạ. Rồi công việc của chị hiện tại là gì? Điểm mạnh điểm yếu của chị ra sao? Công việc hiện tại của em hả chị? Dạ. Em đang làm kho cho một chuỗi cửa hàng. Em chỉ là người quản lý kho thôi, nhập hàng xuất hàng cho một chuỗi cửa hàng. Điểm mạnh của em á hả, là có khả năng giao tiếp và đàm phán tốt. Còn điểm yếu là nhiều lúc cũng có nhiều lúc mình cảm thấy không tự tin, cũng còn hơi rụt rè trong cái sự khởi đầu cho một cái, giống như là em đến một cái chỗ lạ là em sẽ tỉnh lại, em không có nói nhiều, không có năng nổ, không có ấy mình nhiều, nhưng mà sẽ ngẫm lại một tí là sau đó mình mới xóa cái bản thân mình ra. Cảm thấy không tự tin. Rồi về sở trường của mình thì mình có những cái thế mạnh gì chị? Thế mạnh của em đó đó chị, là có thể sở trường nắm... Em rất là dễ nắm bắt tâm lý của người khác, rất là dễ. Và em giống như những người mà ở xung quanh em á, là em luôn cho họ một cái năng lượng tích cực. Mặc dù bản thân em đang rất là stress, bản thân em đang rất là cảm thấy bị chơi vơi, nhưng mà khi mà em nghe một ai đó ở xung quanh em mà có vấn đề gì đó, là tự nhiên em sẽ tự reset lại mình, tự tạo cho mình một cái năng lượng tích cực trong bản thân mình để em gửi đến cho người khác. Và sau khi mà chuyện người ta đã ok rồi thì lúc đó em lại quay trở lại bản thân em. Rồi về nấu ăn, về may vá thiêu thùa hay là ca múa hát gì đó thì chị có những cái điểm mạnh như thế nào? Em biết nấu ăn và thậm chí là có thể nấu ngon. Đại khái là em có thể làm được món nhậu và món ăn cho gia đình, cho bạn trai. Còn hát thì cũng được. Hát hay thì không bằng, nhưng mà em lại hay hát. Vậy thôi, mời chị hát một hai câu để tặng ekip chương trình ha. Hát bài gì bây giờ? Bài nào cũng được hết á. Chị quen thuộc bài nào thì hát bài đó thôi. Là em thích bài nào thì em sẽ hát bài dạ, đó. Dạ đúng rồi. Dạ, một hai câu là được ạ. Ok. Đại dương mênh mông ơi, hơi anh ở đâu? Trời xanh bao la ơi, có thấy bóng anh? Nhờ cơn gió hãy nhắn dừng rằng trái tim em vẫn yêu người. Dù ngày mai dẫu thế giới có đổi thay, tình em anh xin giữ mãi trong trái tim. Được rồi đó chị. Rồi ok, cảm ơn chị. Vẫn hát hay mà. Rồi ngoài cái ca hát ra thì mình còn những cái sở trường gì nữa không? Nấu ăn, ca hát, rồi còn gì nữa? Sở trường em cũng biết nữa chị. Nói chung là em cảm thấy rằng là đôi lúc nha, có những lúc em có thể làm chủ được cái cuộc chơi đó, và em có thể biến mình trở thành cái trung tâm của cái cuộc gặp mặt đó. Nhưng mà cũng có những lúc em tự thu mình lại và em để cho người khác, em không xua bản thân em lên. Giống như là em đọc được cái vị của cái buổi đó và em biết mình ở đâu ở cái thời điểm đó. Rồi về tình trường của mình như thế nào? Rồi mình có bao nhiêu mối tình hay là mình đã kết hôn chưa? Em là một single mom chị, em là một single mom chính hiệu. À. Single mom của em ở đây không có nghĩa là lấy chồng ly dị, sau đó chồng lo lắng cho con, mình cũng tự lo lắng cho con, cũng có sự support của ba đứa trẻ. Không, em không phải như vậy. Em chia tay chồng sắp cưới của em trước khi tụi em chuẩn bị đám cưới 3 tuần. Và sau khi chia tay rồi em mới biết là em có em bé.
và em không chấp nhận người đó trở thành ba của con em, và em tự lo cho bé mọi thứ từ nhỏ đến bây giờ. Bé em 12 tuổi. Mình nói về cái chuyện đó xíu ha. Ở sao Dạ. mà trước mấy ngày cưới mà sắp cưới mà mình lại đổ vỡ như vậy? À chị, em bị nói chung là tha thứ thì em cũng đã tha thứ rồi. Tại vì trước khi cưới á, em cũng có cho người ta cái một câu hỏi rất là đơn giản mà cũng rất là fair, đó là anh quyết định đám cưới thì anh cần bao nhiêu thời gian để giải quyết tất cả các mối quan hệ trước khi chúng ta trở về một nhà, mối quan hệ để làm sẽ làm ảnh hưởng tới cuộc sống vợ chồng mình. Thì người ta kêu là người ta không cần, tại vì người ta không có ai hết. Nhưng mà em phát hiện ra trước ngày cưới, em phát hiện ra được một cái sự thật là người ta làm tổn thương em quá, thì thôi em không chấp nhận nữa và em chia tay. Ok. Bé Rồi, thì bé bé mình là bé bé gái hay bé trai chị? trai chị. Bé trai năm 12 tuổi rồi. Thì trong khoảng 12 năm nay thì chị có tìm hiểu thêm ai không hay là như thế nào Chị cũng có ý định, cũng có mở lòng với một hai người, nhưng mà họ chỉ làm tổn thương chị thôi. Tại vì cái tính của chị, nếu mà một người mới họ nhìn vào, họ sẽ nói chị là khó gần, khó chịu, và có thể là cái tầm của chị cao hơn, cao hơn. Nhưng thực ra là khi mà đã tiếp xúc nhiều với chị rồi á, thì người ta rất là quý chị. Những cái người bạn thân của chị bây giờ là những người ngày xưa cực kỳ ghét chị, em hiểu không? Rồi. Rồi chị cũng có một một chị có một hai thôi, nhưng mà họ làm tổn thương chị thì họ nghĩ rằng là chị thương họ quá thì chị sẽ tha thứ, tha thứ. Nhưng mà đến một lúc nào đó chị nhận ra và chị cảm thấy họ không xứng đáng thì chị rời đi thôi. Rồi. Thì hôm nay thì chị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì mong muốn của chị nhất là điều gì? Rồi mẫu hình mà chị mong muốn là sao? Chỉ cần một người đàn ông họ có thể control chị được. Control đây ở đây nghĩa là gì? Một người bạn trai tất nhiên là người ta phải giàu hơn chị, giàu hơn ở cái đầu và giàu hơn ở cái tư duy và cả kinh tế. Tại vì thực sự bây giờ mình Vậy phải vậy nói thì mình kinh cụ thể giúp em ha. Kinh tế. tế thì chỉ cần bao nhiêu, người ta giỏi chị cái đầu thì ví dụ người ta làm nghề nghiệp gì thì ta sẽ control lại chị hay như thế nào, mình cụ thể giúp em chứ mình nói chung chung như vậy thì tụi em đã có biết là như thế nào là control được chị. Dạ. Kinh tế có thể đủ lo được, phải có nhà cửa xe cộ. Chị có nhà cửa không? Bản thân chị có, chị không có một nhà mà chị còn có mấy nhà nữa. Đó, thấy chưa? Bây giờ người cần người ta là có nhà cửa. Rồi nhà cửa rồi gì nữa chị? Ví dụ như anh đó thu nhập một tháng bao nhiêu tiền, mình cụ thể giúp giúp em đi ha. Cái thu nhập của họ, đôi lúc mình không sử dụng cái đồng tiền đó, mà cái thu nhập của cả hai nó sẽ làm trong là một cái tích lũy. Nếu như cái người phụ nữ hoặc người đàn ông trong gia đình Em biết biết cách rồi, nhưng mà ví dụ chị phải cụ thể cái em, chị nói hoạch tạch cả luôn để cho tụi em biết, ở đây là tụi em biết là ok. anh chị cần người đàn ông như thế nào chứ mình không có cần nào. Em biết là sẽ như vậy, sau khi về gia đình thì sẽ của là của chung thôi, nhưng mà bây giờ mình cần nè, mình cần một người như thế nào, làm việc bao nhiêu tiền hay cái gì đó như chị muốn Nói chung là mong muốn. mức thu nhập để nó đảm bảo cả cuộc sống của chị, cuộc sống của anh, bản thân của anh bây giờ nó phải tầm từ 50 triệu trở lên. Rồi mình nói thẳng luôn 50 triệu trở lên. Rồi công việc gì thì phù hợp với chị, những Chị ngành không nào? care em, chị không care công việc của người đó. Miễn sao là thu nhập 50 triệu trở lên là được. Đúng Rồi rồi. về ngoại hình thì sao chị? Ngoại hình thì cao từ 1m7 trở lên là được. Rồi chị không thích gì ở đàn ông không? Chị không thích tính lăng nhăng và không có lập trường, vậy thôi. Còn khi người đàn ông mà đã có lập trường thì họ sẽ nhận ra được trách nhiệm Rồi ví của dụ như họ. ta ly dị, người ta nuôi con mình kia được không? Như Không chị sao con. em, không sao, thì bản thân chị cũng là một single mom mà. Rồi ok. Rồi chị còn yêu cầu gì nữa không? Không, cái yêu cầu duy nhất đó của chị đó là gì? Không, chị không phải là yêu cầu, mà cái tính cách của chị đó là gì? Chị rất dễ và cũng rất là khó.
Chị cần một người hiểu chị hơn là một người cần một người mà chiều chị nhưng không hiểu chị, thì chị cũng nhanh chán lắm. Rồi, cái chị. Rồi, ở đây thì tụi em đã ghi nhận lại hết rồi ha, nếu như mà... Rồi nè, mình cố gắng vui vẻ tươi cười nha. À, tự tin chủ động chia sẻ. À, đầu tiên là giới thiệu vào bản thân mình trước đi. À, họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Em tên là Nguyễn Thị Ánh Hiền, năm 95. Hiện tại công việc của em là kinh doanh và em bất động sản. Em là Ngô Thị Ánh Hiền đúng không? Ngô Thị Ánh Nguyệt. Ngô Thị Ánh Nguyệt hả? Ừ, Nguyệt là quê ở đâu em? Dạ, quê em là ở Bình Định, là hiện tại là em ở là 181 Trạng Nam Trần Phú. À, là em đang làm tại Bình Định hay làm tại thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em hiện tại ở Bình Định luôn hả chị? À, đang làm Bình Định luôn. Vậy thì chương trình mà ghi hình ở trong Sài Gòn em có vào được không? Dạ được, nếu em sẽ sắp xếp thời và gian để bay vào. Ừ, rồi, em làm cái bất động sản này lâu chưa? Dạ, nghề chính của em là kinh doanh bên thực phẩm, nhưng mà bên bất động sản thì em tham gia được là chắc cũng tầm 2 năm rồi. Ừ, em kinh doanh thực phẩm là về thực phẩm gì á? Là bên gà thành phẩm, Cái gì em, cái gà vịt thành phẩm, chứ em có bán mỹ phẩm nữa. À, rồi, ok. À, bây giờ Nguyệt chia sẻ một xíu về bản thân em đi. Em là cô gái như thế nào, có những điểm mạnh, điểm yếu như sao ha. Cứ chủ động chia sẻ, chị thấy thiếu gì chị sẽ hỏi thêm. Dạ, em là cùng một là mà em là hoạt bát, là biên chế hòa đồng với mọi người. Em hay cười, em thích ca hát, sở thích là đi du lịch. Còn nữa thì trong lúc của em là sống là phải tự tin, và bản thân mình có thể làm ra những thứ mà mình cảm thấy mình có thể mình làm được. Còn thì tức là bây giờ em nói chung là lần đầu tiên phải nói một hăng luôn. Ừ, đó, hồi nãy chị nghe nói là em rất là thích ca hát nè, hát thử đi cho nó bớt run. Hát bài nào bài thích nhất của em á? Dạ, bài yêu thích của em á là em hát một một câu trong bài Vón Ngẫu Hứng Lý Ngựa Ô nha. Đêm phương Nam đang nghe dòng sông nước chảy, nghe một tiếng âu ơ nửa đêm bao giông. Dạ được rồi chị, để của Trời hát. ơi, hát hay gì mà hát đúng câu ha. Ok, nếu Dạ. mà tham gia chương trình thì cứ chuẩn bị bài hát gì đó, hát giao lưu này kia thêm ha. Rồi, Dạ. Nguyệt là trước đây là em đã trải qua mấy mối tình rồi, yêu bao lâu và sao chia tay nè? Dạ em là em trước đây á, là em có một gia đình nhỏ, nhưng mà em đã ly hôn cách đây là được 5 năm rồi. Hiện tại là em đang nuôi một bé trai 9 tuổi, bé đang ở với em. Công việc của em nói chung là ổn định, và em cũng có nhà riêng của em. Thứ nhất, thứ hai nữa là sau năm năm đó thì nói chung là em cũng có quen được một mối tình, nhưng mà hai bên gia đình không có chấp nhận á. Rồi xong rồi em không có quen nữa, rồi bây giờ ở đó giờ luôn. Nhưng mà là hồi trước là em lập gia đình năm bao nhiêu tuổi và ở với nhau bao lâu sao mà ly hôn? Đó, chia sẻ cái lý do đó cho chị biết nha. Em là hầu em kết hôn đó là năm em 20 tuổi. Xong rồi vợ chồng em là sống với nhau là được 5 năm 4 tháng. Xong rồi nói chung là mâu thuẫn vừa gia đình đồ, chứ nói chung là cô không cùng chung quan điểm, nên là nói chung là sẽ xích mích ra, rồi bắt đầu là đổ vỡ ra. Nhiều người thì thường là nói chung là em chồng em á là hơn em là thứ hai giáp, là 24 tuổi. Nói chung là cái cách sống cứ giữa thế hệ 9X và thế hệ 7X là nó sẽ khác biệt. Lúc trước là em là bị ba mẹ bắt gả, có nghĩa là mai mối rồi, bắt ưng bắt cưới, không phải là yêu mà đi đến với nhau, nên là cái cuộc hôn nhân nó không được hạnh phúc trọn vẹn.
Nhưng mà cái đỉnh điểm nào để hai vợ chồng ly hôn? Đỉnh điểm mà hai vợ chồng ly hôn mà là mâu thuẫn ở giữa gia đình phía chồng và chồng. Nói chung là không tin mà bảo vợ cho mình và con á, họ chọn gia đình, họ không chọn mình, kiểu như là em kiểu như là em thì không có cái tiếng nói, kiểu như là người ta ưng người ta cứ gì à, người ta lấy gì là đỡ, là đỡ mà kiểu như là gì đó làm hay là vai với kiểu là vợ, chứ không có tiếng nói trong gia đình nữa. Đến có như là sau đó là em quyết định là dứt khoát em ly hôn luôn đó, đúng không? Nhưng mà người kia là có chu cấp gì cho con của em không? Dạ, hầu lúc mới ly hôn ra thì tòa kêu là bên người cha là chu cấp 1 tháng là 1 triệu, nhưng mà sau đó là đúng 3 tháng chu cấp được 3 tháng, sau là không có chu cấp nữa mà tự em lo, nói chung là tự em lo. Ông muốn gọi em, ông kêu bây giờ ta không có tiền, ta mua xe đồ này nọ nên tự lo đi, khi nào có tiền lo. Nhưng mà độ tầm năm ngoái với năm nay là bắt đầu là ông kiếm, như là ông không có chu cấp, nhưng mà ông mua đưa đón con đi ăn đi chơi rồi vậy thôi, chứ còn nói mà chu cấp là không có chu cấp. Rồi bây giờ nếu mà em muốn tìm một cái người tiếp theo á để mà phù hợp với mình á, thì em sẽ có những cái tiêu chuẩn như thế nào? Em thì nói chung là bây giờ em cũng đã 30 tuổi rồi chứ không phải là nhỏ nữa. Mẫu người của em là chính chắn, biết lo làm cho em, không phải là kiểu như là sáng say chiều xỉn hay là gái gú, là nói chung là em không thích như vậy. Bằng đi với em đấy, hòa đồng hợp bác. Nói chung là em thì cũng là lỡ dở rồi, thì cái người mà nó hợp em á, thì nói chung họ tương đồng với em thôi, không có phải là hơn em hay là thua em, nói chung là tương đồng thôi, thì dạng như là 50-50 hoặc là 50-70, nhưng còn trên cao quá thì mình lại không có kiểu như là mình không có xứng với người ta, mà thấp hơn á, thì mình lại nghĩ lại thấp hơn, thì cũng nói chung là quan điểm mình, nhiều khi phụ nữ mà nếu mà cái công việc họ làm nhiều cái áp lực thì họ sẽ quát tháo này nọ, người ta sẽ họ hiểu và chia sẻ. Rồi còn người này là phải đang ở đâu, có phải bắt buộc ở ngoài Bình Định không hay là sao, tuổi tác vùng miền nè? Dạ em thì ở miền Trung, thì nói chung là nếu mà có người thích hợp ở miền Trung thì sẽ hay hơn. Nếu mà ở miền Nam, miền Bắc thì nói chung là công việc của em chính là ở ngoài này, nên là không thể nào mà bỏ được cái công việc của em được. Nói chung là nếu mà người miền Trung mà họ chấp nhận thì được. Coi như là chấp nhận ra đó, là em có lo được công việc này kia cho người ta không? Người ta bỏ hết công việc, người ta theo em á? Thì nói chung là nếu mà cuộc sống mà ở chỗ nào mình có tay có chân thì mình sẽ làm được, kiểu như là ở trong đó họ cũng làm được thì ra ngoài đây biết đâu thì rồi coi như là ở ngoài khu vực miền Trung là được ha. Rồi còn yêu cầu gì nữa về tuổi tác, lớn hơn em bao nhiêu tuổi? Thì em giờ em đã trải qua một người lớn tuổi rồi, những kêu cái quan điểm sống trên lời đấy, nói chung em là bằng bằng hay ta hay là hơn em tầm 2-3 tuổi, chứ không thích lớn quá đúng không? Dạ, tại vì em đã trải qua rồi nên là quan điểm của mình bây giờ, cái xu hướng giới trẻ bây giờ nó sẽ khác, như những người lớn hơn nó sẽ khác, suy nghĩ nó sẽ khác hơn, nhưng mà tương đồng 2 tuổi bằng nhau á hay hơn. Rồi ok, nói chung là hôm nay chỉ là cái buổi cá đầu tiên thôi nha. Nếu mà em được chọn cũng như là có người phù hợp